đình, nhìn dàn sông sắc bạn mình gửi ta. Niềm vui quên chẳng đường xa, tân mừng giới thiệu câu ca Tư Phùng. Gia đình thi biểu tỉnh Kiên Giang xin được gửi đến quý đại biểu ban tổ chức Mạnh Thịnh Thảo cùng các đơn vị bạn lời chào trân trọng nhất. Trước hết là nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sự thấu hiểu,
đình, điểm tựa yêu thương. Phát triển toàn dân, tiến bộ hạnh phúc. Phần tự giới thiệu của gia đình người biểu tính Kiên Giang đến đây là hết. Kính chúc đại hội gia đình tại Bạc Liêu